Tối ngày 20 tháng 5 năm 2021, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về ca nghi nhiễm COVID-19 sinh sống trong hẻm 954 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, chính quyền địa phương đã cho khoanh vùng để điều tra, truy vết dịch tễ và các trường hợp liên quan. Ca nghi nhiễm là nam giới hơn 60 tuổi, căn nhà nơi ca nghi nhiễm sinh sống là quán ăn nhỏ trong hẻm 954 Quang Trung. Ca nghi nhiễm từng đi khám bệnh ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Đến ngày 20 tháng 5, thì quận Gò Vấp nhận được thông báo người này dương tính COVID-19. Ngay trong buổi chiều 20 tháng 5, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, phong tỏa tạm thời hẻm, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm COVID-19. Lãnh đạo quận Gò Vấp cho biết hiện vẫn chưa đủ điều kiện để công bố chính thức ca nhiễm, nhưng khi tiếp nhận thông tin về dấu hiệu thì quận đã triển khai các biện pháp theo quy trình phòng dịch. Sau 20 ngày không phát sinh ca nhiễm trong cộng đồng, ngày 18 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở thành phố Thủ Đức và quận 7. 2 ca này là đồng nghiệp làm việc tại một công ty ở quận 3. Đến ngày 20 tháng 5, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm 3 bệnh nhân COVID-19 mới, gồm các bệnh nhân 4780, 4781, 4782 là ba mẹ con sống trong con hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3.